Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Thì như cái bài trước mình đã đăng đó các bạn, đó là Renet Blockchain, đó là cái ví Demon Wallet đó các bạn. Hiện tại đã cho airdrop một cái dự án mới trên cái đó là cái hệ sinh thái của Renet Blockchain nha các bạn. Thì đây là cái thông báo mới nhất của nó, mình sẽ đọc cho các bạn xem nha. Đó là sự kiện airdrop đầu tiên của BroBIC đã chính thức ra mắt. BroBIC, đây là nền tảng đầu tư bất động sản 4.0 hiện đang có mặt tại BroBIC. .renet.org, đơn giản và không rắc rối, quy trình airdrop của RBAC cho tất cả mọi người dùng, truy cập sớm và nhận phần thưởng. Đừng quên mời bạn bè để tham gia, tạo cơ hội cho cả hai bạn nhận thêm phần thưởng mã thông báo. Đặc biệt, 100 người giới thiệu hàng đầu sẽ nhận được thêm tiền thưởng, đó là cộng 10 USDT, tham gia từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. RBAC là nền tảng đầu tư bất động sản 4.0 dành cho tất cả mọi người. Rồi. Và ở đây nó có một cái đường link nè, chúng ta có thể bấm vào đường link này để mà chúng ta truy cập vào cái trang của chúng ta nhận airdrop nha các bạn. Thì cái đường link này mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha, các bạn chỉ việc bấm vào để mà đăng ký Gmail để mà nhận airdrop nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào đường link thì các bạn kéo hết xuống dưới cho mình nha. Phía bên dưới này là nó có một cái đó, cái ô nè, để cho chúng ta có thể nhập, đó là nhập cái email của các bạn nha. Thì các bạn nhập cái Gmail của các bạn vào và các bạn bấm vào nút đăng ký nha. Rồi sau khi các bạn nhập Gmail như thế này, các bạn bấm cho mình vào nút đăng ký. Rồi sau khi đăng ký thì nó kêu là xác thực thành đã đăng ký xác thực nè. Và nó sẽ gửi cho mình một cái email, chúng ta vào email của chúng ta để chúng ta xác nhận là đã xác thực thành công đăng ký nha các bạn. Đây nè, nó gửi cho mình một cái email nè, chúng ta vào đúng email mà chúng ta đăng ký nha. Các bạn kéo xuống dưới nè, nó có cái chữ là xác thực ngay nè, các bạn bấm vào. Rồi hiện tại là nó đang xác thực tài khoản nha. Thì cái quá trình này nó tốn khoảng 15-20 giây gì đó, các bạn chờ nha. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công nè. Các bạn bấm vào cái chữ là tham gia airdrop nè. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào chữ tham gia airdrop á, thì các bạn kéo xuống dưới, chúng ta tiến hành tham gia vào khảo sát nha các bạn. Rồi các bạn kéo xuống dưới nè, các bạn tiến hành tham gia khảo sát nha. Đó là nó trả mà chúng ta trả lời một số câu hỏi như sau. Đó là bạn mong muốn, đó là lợi nhuận năm tối thiểu là bao nhiêu khi đầu tư vào token được bảo chứng bởi bất động sản, thì ở đây các bạn muốn lời bao nhiêu. Ví dụ ở đây là mình muốn lời, nói chung cái này các bạn trả lời cho có thôi các bạn. Các bạn kéo lên khoảng 5, 6, 7, 8% gì cũng được đấy. Như ví dụ như mình là mình kéo lên 10% nè. Còn số bên dưới là nó kêu là các bạn có thể đầu tư vào token với cái giá tối thiểu là bao nhiêu, thì các bạn bao nhiêu thì tùy các bạn thôi. Ví dụ 10 triệu, 20 triệu đó. Nói chung cái này trả lời cho có thôi các bạn chứ không bắt buộc nha. Rồi tiếp theo đó là bên dưới nó có cái câu hỏi tiếp theo đó, đó là bạn mong muốn gì khi tham gia vào cái đầu tư token được bảo chứng bởi bất động sản này. Thì các bạn đánh trả lời một cái câu hỏi bất kỳ thôi các bạn. Ví dụ ở đây là mình mong muốn có lợi nhuận đi, nói chung mình đánh đại thôi các bạn. Đấy. Rồi, rồi chúng ta bấm vào chữ hoàn tất nha. Rồi như vậy là sau khi hoàn thành nhiệm vụ trả lời khảo sát á, thì chúng ta nhận được một cái đồng, đó là BROB nha. Rồi còn các bạn kéo xuống dưới nè, các bạn trả lời cái nhiệm vụ thứ hai, đó là chia sẻ cho bạn bè nè. Thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè để các bạn nhận thêm cái đồng mà đó là BROB nha các bạn. Thì các bạn giới thiệu một người thành công á, thì các bạn sẽ nhận được một cái đồng nha. Và ở đây có cái mã giới thiệu nè. Đây các bạn có thể copy cái mã giới thiệu này để đi chia sẻ cho bạn bè nha. Đấy. Rồi để mà đơn giản cho cái quá trình mà chúng ta kiểm tra airdrop của chúng ta, thì các bạn bấm cho mình vào cái dấu ba chấm nè. Rồi các bạn tiến hành mở, là mở trong chôm các bạn. Sau khi mà các bạn mở trong chôm xong á, các bạn bấm vào cái chữ thêm vào màn hình chính bên dưới nha. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào chữ thêm màn hình chính nè, thì các bạn bấm cho mình vào cái chữ thêm nha, để chúng ta kéo ra màn hình chính để mỗi lần chúng ta đăng nhập vào nó dễ hơn nha các bạn. Rồi và hiện tại đây là một cái đồng coin, và hiện tại nó chỉ có vài trăm người đang tham gia thôi các bạn. Đây nè, rất là ít nha, chỉ có vài trăm người thôi. Và chúng ta hiện tại cơ hội của chúng ta còn rất là nhiều nha. Chúng ta đăng ký sớm sẽ được sớm nha các bạn. Rồi và cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha. Thì đây là một cái đối tác của Renet Blockchain nha các bạn, một đối tác khá là uy tín nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc, và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.